để tôi kể bà nghe vài câu chuyện. Gia đình anh Tâm hạnh phúc tận hưởng một ngày đẹp trời trong vườn nhà khang trang. Ý, có chân. Không. Tai ương bất ngờ ập đến. Vợ con anh Tâm mất đi người thân, người trụ cột điểm tựa của gia đình. Tài sản trong nhà lần lượt đổi nón ra đi. Gia đình ngày càng lâm vào cảnh khốn cùng. Nếu có bảo hiểm nhân thọ, gia đình anh Tâm sẽ không phải lâm vào cảnh khốn cùng, gia sản tiêu tán. Bảo hiểm nhân thọ sẽ thay anh Tâm chăm sóc gia đình. Nếu anh Tâm chỉ ngã nhẹ, bảo hiểm nhân thọ sẽ góp phần giúp gia đình anh ngày càng sung túc, hạnh phúc hơn. Đừng chần chừ trang bị cho mình một chiếc dù thần kỳ và trao lại những băn khoăn lo lắng của bạn cho chúng tôi. Bởi chúng tôi thấu hiểu, sự an tâm là tài sản vô giá.